Ôi, chuyện của Long Đao. Chuyện của Long Đao, bữa nào Tống Kim hiệt liền đó diễn như Thiếu Lâm lại tiếng sâu. Ôi, chuyện của Long Đao đi, đỡ Long Công nguội nè. Nguội nè, xích đồ mình, chuyện gì của Long Đao là No 1 server. Hai con Gammy nó mới chất lượng. Hàng theo con lôn cũng được, cũng được đâu, cần đéo là anh em ơi. Giờ con lôn, giờ con lôn đau. Hợp lý luôn anh em. Giờ anh em nhìn em chiến con lôn đau, xếp đồ em nhìn phải ghê. Rồi, chiến rồi. Bùa tín vật buôn phái. Chuyện cùng luôn đào pháp, nói chung tầm này đào pháp và kiếm pháp thì nó còn mát kêu anh em, tại vì mình mát 2 kêu mà. Đó. Chuyện luôn hả? Ừ, chuyện luôn mà lấy tới 1 thông kim. Đánh thì làm đau, đánh thì vui, hôm qua liền lấy kiều đau, mắt 2 kiều chứ còn. Đó nè không, vừa mắt đau vừa mắt xét, hợp lý chưa? Đó, lời lời chỗ đó. Chuyện chứ. Úi chà, ngộ sai ta. Chọn xếp đồ này nô 1 mẹ này. 120 chó 80 chậm. Do kiểu này chém tấm kim chứ nát back server quá. Bán được là cứ bán em ơi. Sau em mua em tính đổi nó đang mà đoàn chán rồi. Giấy đòi đình đòi phá gì? Đâm động rồi. Mồm vô chất chả làm được gì. Bao tay 198 sinh lực quá mắc bệnh. Nhưng mà về con lông bọ, con lông bẫy hả? Con lông bẫy làm gì có anh em, bẫy. Vãi cái con lông bẫy. Ok. Nhận năm độc bộ, lấy cái bao tay kháng họ, lấy kháng họ cao vậy. Đó, đó, khá là cỡ đó nè. Khăn hoa 75, khăn loa 51. Trời ơi, quá tuyệt vời. Xong, sẽ đổ này khó phải chơi. Quá đẹp, quá binh. 120 làm chậm, 80 chó. Đó không kìm ai chờ. Ôi, thanh điểm rồi đấy. Mà sao trên cái bãi này nó không có một cái đứa nào nó nghi gì? Không được nghe bây giờ. Ai, thiên thiên vô cực. Chân chán. Chuyện chán chuyện xét cũng được anh em, đủ xét đồ như cũ rồi thôi. Vẫn được 120 chậm 80 cho, 120 chậm 80 cho. Đánh con lục xét vẫn được. Đánh hướng nào cũng được. Hướng nào cũng được. Giờ xét đồ này đánh sập server nè. Thí mà.
9 bảng 12 50 số 12 75 trời đoạn này hơi mới nói luôn y tôm về tôm mà đã đúng kìm lái tốt mà rồi sẽ cần được tay lên 4k hợp lý. Ừ, ông đó cũng giữ cái sự bàm lưu nè. Áo thiệt chứ. Này ít hôm anh nghi phần nữa, con lôn tầm 2 cái máu đánh được nè. Dạ, không gì. Bao tay gì hả, Lý Quy? Sinh được 198. Ê, kim à? Còn kim thằng đẹp đó. Thế là bán cho anh luôn à? Càng gì? Không, bán cho người khác ấy. Trời ơi, xếp đồ này đắn khỏi bây chờ luôn. Bán cho người ta bao nhiêu? Đi thì nhắn gần cái đọc đầu. Đây cho anh em xem đồ này mày. 40 chậm từ nón 5 chậm sinh lực lực. Nhẫn 40 sinh lực lực. Đại lực 40 sinh lực lực. Bao tay khăn lôi. Ngọc bội khăn lôi. Nhận chống 40 dòng 1. Thì chống 40 dòng 1. Vũ khí kim. Tóc 30 xứng thương 5. Cái này có lấy dòng tóc thôi nè. Như dừng kháng cao 13. Đó. Sẽ đồ 120 làm chậm nha nè. 120 làm chậm 80 chón nha nè. 120 làm chậm 80 chón. Này ngày mai khai không lấy tóc 1 tóc kim nữa. Dỡ luôn. Rồi lên bãi nè mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.